Ai rời đây rồi. Xin chào. Làm gì mà lâu thế? Thì xong việc thì phải chạy qua với cả anh em ngay. Có việc để anh em chờ lâu thì tôi vẫn là người sớm nhất à? Mọi người đâu hết rồi? À, lớp mình đâu? Lớp nào? Gọi tôi ra đây họp lớp thì bây giờ lại hỏi là lớp nào? Họp lớp mình là thứ bảy. Mà tôi nói thật với ông ấy, lớp mình có họp ấy, thứ bảy này á, chả có ma nào đi đâu. Sao lại không có ma nào đi? Tôi lạ thì lớp mình nữa. À. May ra chỉ có tôi với ông. Tôi với ông hôm nay tiện thể cũng phải họp chủ bị luôn, cho nó cái địa điểm, cái thời gian làm sao cho nó chính xác mà cái buổi họp nó đấy phải... Ông nói đúng với tôi. Đó, thế. Nói ra là mà tự nhiên ông nhắc lại đến cái thời đi học, tôi lại bồi hồi sao xuyến. Sao? Có cái gì mà sao xuyến? Thì... Kỷ niệm cái à? Hồi mà tôi mới cả Liên ý. Tình sao? Thế thì bé, khôn tôi thế. Tôi thật với ông nhá. Liên ý, mới là đúng là mối tình mà con tim tôi lựa chọn. Mình là người có gia đình rồi nhá, vợ con đàng hoàng, chúng nó cũng lớn cả rồi, trưởng thành rồi. Ông như thế này thì các con vợ nó cười vào mặt cho. Ôi giời ơi, tự nhiên nhắc đến vợ thì tôi thật ngán. Sao thế? Ôi giời ơi, thế là thế này. Quần tới bắc loa, tôi truyền loa cho hàng xóm người ta nghe được không? Đi cả ngày thì không sao, về đến nhà một cái là chu chéo béo giật đấy. Về đến nhà như này ý, tôi là tôi cũng không muốn về đâu. Tôi nói cho mày biết, tôi cũng không muốn về cái nhà này đâu. Mà tôi nhìn vào bà ngày xưa sao thủy mị nết la đẹp như thế. Tôi là chính vì tôi lấy ông nên bây giờ tôi mới như thế này đấy. Chứ tôi mà lấy người khác thì bây giờ tôi còn thủy mị nết la gấp 10 lần cơ. Này, bà nhìn tôi ngày xưa đi. Ngày xưa này, tôi cao 1m75, nặng 70 cân. Bắt đầu thì lại hút ngược lên, bây giờ nhìn có một nhúm thế này. Thôi, đừng tha cái bài ca muôn thuở đấy. Tôi bây giờ là ân hận, chứ ngày xưa biết thế tôi lấy mối tình đầu của tôi. Ôi trời ơi, mối tình đầu là em Liên chứ gì, đúng là con điên của Liên Hợp Quốc. Đúng đấy, cô Liên bây giờ không như cô đâu, cô ấy thủy mị nết na đoan trang. Thôi đi gặp Liên, đi chứ gặp ai Liên luôn trông đi. Trông như cái con sư tử Á Đông kia. Đi gặp Liên không hả? Con đi. Thấy ra, thấy ra, thách à, thách thằng này à? Đi gặp luôn đi. Đi luôn nha, đừng có mà lôi về. Được. Nhớ đấy. Này, tôi đi luôn nhá, đừng có mà mong tôi quay lại nhá. Đi luôn đi, đừng bao giờ về nữa cho khuất mắt. Này, dép đây, đi vào. Đừng có mà góc mặt về nữa. Không về. À. Đấy, ông đã hiểu chưa? Ông cũng vất vả thật đấy. Đấy thì cũng khổ đấy, chứ không sung sướng gì đâu. Thế phải gọi là quá khổ ấy chứ. Tôi cứ nghĩ là vợ chồng ông hạnh phúc lắm ấy. Nhưng mà vợ như thế thì cũng ghê gớm thật. Đấy, ông xem nếu như ngày đó tôi mới Liên mà đến được với nhau ấy, thì không còn cái ngày như này xảy ra. Chưa muộn không? Nha. Chưa muộn đâu là như nào? Để tôi gọi cho. Đỡ phỉ. Tôi tưởng mà tiện thể đi họp chú bị luôn, 3-4 người, ai xem anh có bạn nào quanh quanh đây thì gọi hết ra đây đi, chứ hai anh em mình ăn cái nồi lẩu nó cũng phí. Alo. Tôi đấy, tôi Hào đấy. Liên à, có nhà không? Chuẩn bị là sắp tới thứ bảy này là lớp mình họp lớp, tôi cũng muốn là mình họp chú bị trước. Bạn cứ xuống đi nhá. Rồi có một món quà rất là đặc biệt để tặng dành riêng cho bạn. Cứ xuống đi thử biết nhá, xuống luôn nhá. Chào bạn, hẹn các bạn. Xuống luôn rồi. Ông gọi thật đấy à? Tôi đùa với bạn làm gì nhá, tôi gọi xuống đây cho ông thỏa cái lòng ao ước bấy lâu nay nhá. Nhưng mà tôi nói luôn là cái gì cái nhá, mình cũng chỉ là bạn bè thôi, rồi ôn lại những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm nó tốt đẹp thôi. Chứ đừng có cái gì nó đi quá như thế, nó mất hay ra. Ông hiểu tôi quá. Nhảy có ra ông gọi tôi ra đây rồi cũng để gọi Lý. Hào. Ở đây rồi. Ôi trời ơi, Liên.
ai đấy? Ấy, người quen mà. Này, quà tới đâu? Quà đâu ấy gì? Tôi tặng bạn món quà to đùng luôn. Đó. Đâu, đâu đưa ngay đây nào, sốt ruột lắm. Đây, quà đây. Việt Bỏ. Chứ còn ai nữa. Thôi, cứ hai bạn cứ đây họp chủ bị đi nhá. Tôi có việc tôi phải đi trước. Nhưng khi nào có... Bà này bà nào, thế nào? Tự tìm hiểu đi, biết. Bye bye. Bác Cang. Úi giời ạ. Bà là ai nhỉ? Tình cũ. Liên đây mà. Liên đây á? Liên đây. Trời ơi. Mình. Ở kia. Bỏ ra. Mình tha lỗi cho anh nhá. Lỗi lầm cái gì mà tha? Ừ thì anh biết mình có quát mắng anh cũng chỉ là để tốt cho anh mà thôi. Nhớ. Nhớ cái gì? Chả ai nhớ mà quên. Chả ai quên mà nhớ. Tôi tưởng cái em Liên được cơ mà. Sao đi bảo đi không về cơ mà. Xong đi luôn với em Liên đi. Em Liên là số 1 mà. Em Liên là mối tình đầu mà. Em Liên là mối tình trong sáng mà. Xong đi theo em Liên đi. Làm gì có Liên nào. Đến đêm ngủ mơ còn em Liên cơ mà. Thì anh nói thật là anh có tìm khắp thế gian này cũng không có ai tốt bằng vợ anh cả. Điều. Anh nói thật. Hay là thế này. Vợ có thích ăn gì anh sẽ đích thân vào bếp nấu cho vợ ăn. Người ta nấu xong rồi. Tưởng không về á, chết một con này. Úi giời ơi. Bỏ ra. Thế là tha lỗi cho anh nhá. Yêu vợ nhất trên đời. Đấy. Này á, chết mẹ ông. Thế chứ nị. Bây giờ nà. Cái nào vơ. Anh uống nước đi. Cái nhà em đẹp thật vớ. Cái nhà tàn gỗ thế này á. Cái nhà này mà cháy là khó dập lắm vớ. Ôi giời ơi. Anh ăn nói cái kiểu gì đấy. Bà em mà nghe thấy liệu hồn đấy. Này em dặn này. Tí nữa gặp bà ấy, nói chuyện đứng đắn vào một tí nhá. Bà em chỉ thích những người ít nói này, làm nhiều là được nhá. Thế nhà em đi đâu hết rồi? Mẹ em đưa cụ em đi chùa. Ở nhà chỉ có mỗi bà ngoại em thôi. Rồi. Chờ em nhá, em vào gọi bà. Bà ơi. Nhìn đây. Có bạn cháu đến chơi ạ. Hả? Mời bà ra ngoài này. Bạn trai hay là bạn gái đấy? Bạn trai ạ. Ôi thế nào, thế đợi gái ra ngay đây nhá. Nhanh lên. Rồi. Đợi gái mà bạn ra đây. Thế thì nhanh lên. Ngâm từ từ. Mọi hôm mày gọi bà không phải đợi cho bà đi được nữa. Mấy hôm nay là mày đi đâu rơi không? Mày bóp chân cho bà đấy. Bà ơi. Bạn đây hả? Dạ, bạn chào đây ạ. Bà ngồi đi. Xin giới thiệu với bà, đây là anh Nghiêm, người yêu con ạ. Người yêu hả? Dạ. Đi. Ngồi sau lưng này. Nhanh. Nhuyển chỗ ấy. Nhuyển đi. Nhuyển chỗ khác ngồi. Thế là... Hào nấu. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh ấy 25 tuổi ạ. 25 hả? Dạ. Thế nhà nấu ở đâu? Nhà gần đây bà ạ. Thế hả? Dạ. Thế nấu làm ở đâu? Bà ơi, anh ấy cũng làm gần nhà luôn bà ạ. Ôi hay nhỉ? Nào hỏi nó, tao có hỏi mày đâu mà mày cứ trả lời hộ thế là thế nào hả? Thằng này nó miệng khâm đâu. Không, cháu không nói được. Đấy, em đi chứ, em buồn cười thật đấy. Không nói bảo bị câm, mà nói rồi lại bảo thằng Hâm nói nhiều. Bà, cháu nói được ạ. Bà cho phép cháu hỏi là bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Không nên hỏi tuổi phụ nữ nhá. Dạ vâng ạ. Nhưng bà yên tâm. 60 chưa phải là già. 60 là tuổi bước qua dậy thì 90 chưa phải là già. Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu thương. Ta ra ta, ta đi ra ta ta. Đi ra 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 ra. Chưa. 100 đời lệnh Diêm Vương cứ ở trên đấy yêu thương thỏa lòng. 120 đàn hết lên lòng. Từ từ hay xuống thong dong là vừa. Cái này cứ sống mãi như thế à?
Không, đấy là anh hát thế thôi. À, chứ anh nói thật, bằng tuổi bà ở quê anh ấy là xanh cỏ mấy lần rồi. Xanh cỏ mấy lần rồi. Duyên nhỉ. Đấy, anh biết ngay mà ăn điểm luôn. Thật là bà là sống hơi bị dài đấy. Kín leo ăn phân của lúc đán vớ. Là sao? Tôi là ăn hết phần cháu con. Trời ơi. Bà khen anh Duyên, em cứ để anh nói. Dạ bà. Thì là bây giờ là đến phần giới thiệu về nghề nghiệp. Cái nhà con thì nó có cái dòng dõi là theo nghệ thuật. Thôi thì con không biết là miêu tả như nào. Thôi con miêu tả bằng lời cho bà nghe nhé. Bà ơi. Dương Dương không ạ? Bà ơi. Hôm nào ô con đâu con sao? Hôm nay tiếng khóc kêu ngào khắp nơi. Bà ơi. Hôm qua con trèo cây sung, hôm nay con cháu tập trung đầy nhà. Bà ơi. Bà làm gì đấy? Thằng mất dạy này. Mày rủa ai chết hả? Đầu năm mày đến nhà người ta mà mày ăn nói như thế à? Mày bỏ ngay cái kiểu ấy đi nhá. Từ giờ nữa tao cấm cửa mày, tao cấm cổng mày, bước chân vào nhà tao nhá. Con này nhá, mày yêu ai mày yêu, mày yêu rước cái thằng rước voi về đây mà tổ ấy hả? Cái đồ mả nha, nhà mày táng hàm chó ấy, sao mà mày rước con tới về hả? Bây giờ mày làm thế nào? Đấy, mày thấy chưa? Nó lại rủi nha, mày không bằng Phan Hiếng. Ôi trời ơi, trời ơi, tao còn khổ thế này hả? Mày, thằng kia. Dạ. Ôi trời ơi, không thể chịu đựng được cái loại. Em đã bảo anh rồi. Đó ơi, ra rồi. Bây giờ bà cấm cổng, không cho anh vào nhà nữa cái kiểu. Bà khen anh Duyên. Duyên thế à? Cút đi. Ôi trời ơi. Đấy. Sao mà anh liều thế? Bà em đã cấm cổng anh rồi, anh còn trèo vào đây làm gì? Cấm thì cấm, sợ gì? Thế em thích yêu một thằng đàn ông mà nó mạnh mẽ hay nó quyết liệt, hay em thích yêu một thằng đàn ông hèn? Bà em lạ thật đấy. Đi cấm hai cái đứa trẻ nó yêu nhau. Có cái câu thơ là tình yêu như món thịt gà, người trẻ háo hức, người già chê dai. Tình yêu đang đẹp như thế, đang cái tuổi yêu đương mà bà đi cấm. Nhưng mà vì ai? Vì cái mồm này của anh này. Vì cái mồm anh thì sao? Hôm đấy bà chẳng nhận xét là Duyên ấy, anh giới thiệu về nhà anh thì tự nhiên thì bà lại hát nước mặt anh, bà lại bảo là cấm cổng. Chứ anh có làm gì bà em đâu, không hề xúc phạm mà hát còn đổ vọng cổ hay thế còn gì nữa. Mà chẳng qua là ở dưới này thôi. Như ở trên chỗ anh á, là anh bắt em về nuôi rồi. Nuôi á? Anh nuôi được em không? Sao lại không nuôi được? Nhà anh chả có thiếu cái gì ngoài điều kiện cả. Gà một đàn, lợn một đống. Mà sao anh lấy em về chỉ ăn xong với đẻ thôi. Ăn xong đẻ? Anh nghĩ em là lợn đấy à? Em đẻ cho anh những chàng hoàng tử. Đấy, ở cạnh hàng xóm nhà anh bây giờ ăn cơm gọi các con toàn những cô công chúa của bố đâu. Đấy, nghĩ nó cay thật, toàn công chúa. Mà sao mình về mình phải đẻ một đàn hoàng tử. Đấy. Thế Tết nhất không lì xì em à? Ê, đau quá. Đấy thì chưa. Nhắc đến lì xì một cái là lại đánh trống làng ngay. Thôi, tránh ra đi. Thôi. Lì xì cái gì? Này. Cái gì? Người ta bảo. Bảo đi. Thật đấy, anh yêu em nhiều lắm ấy. Yêu như cây yêu đất, như tất yêu dày. Như chảy yêu cối, như gối yêu chăn, như khăn yêu cổ, như tổ yêu chim, như kim yêu chỉ, như khỉ yêu canh, như cây yêu giò, như chảo yêu mèo, như kèo yêu cột, như đằng chột yêu con mù, như đằng gù yêu con thấp, như đằng hấp yêu con hâm, như đằng câm yêu con điếc, như đằng cà giết yêu gà rô, như thằng rồi yêu con dại. Tóm lại anh yêu em. Không phải sợ tình yêu chúng mình, không phải sợ ai cả. Mà nói thật đó, anh yêu em dã man luôn đấy. Lì xì em đâu? Anh vẫn đánh trống làng à? Rồi chắc có. Em yêu em chẳng biết tặng gì. Tặng hoa thì héo, tặng tình thì phai. Nhắm mắt vào. Anh cũng phải nhắm mắt vào. Thôi thì tặng em cái thai. Anh! Ôi, cái gì đây? Anh!
làm sao đấy? Sao em lại tát anh? Em có tát đâu. Anh vẫn nằm cầm tay em đấy thôi. À, cái gì? Ai tát đi nhỉ? Tao một tát. Ôi giời. Sao lúc nãy em bảo là anh mạnh mẽ lắm cơ mà. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Thằng này mày giỏi thật đấy. Cái thằng quát ngon này nó nói với mày biết nhá. Mày muốn duyên gì thì mới duyên. Mày muốn chứng tỏ thì mày chứng tỏ. Nhưng mà mày bỏ cái kiểu vô duyên xúc phạm người khác đi. Nhớ. Mày nhớ chưa? Có vô duyên đâu ạ? Nó là cấm thủng mày. Không cho phép mày vào đây rồi mà mày vẫn bước mặt vào nhà tao là thế nào hả? Riêng cái khoản này thì bà sai rồi. Tại sao là sai? Bà bảo cấm cổng con, nhưng mà con trèo tường vào cơ mà. Ôi dồi ôi. Ui, đốt vía. Ôi đấy, hãm quá. Đến đốt cái lửa nó cũng còn tắt cơ mà. Đốt vía, vía lạnh thì ở, vía giữ thì đi. Rồi ôi, đi luôn hai bộ quần áo này cho tôi đi. Cả ngày hôm nay tôi chưa bán chát gì cả. Đốt vía. Em chào chị. Ôi trời ơi, đốt vía một cái có lộc ngay. Ừ, em à, vào mua hàng cho chị đi. Rồi này, mẫu mới về đấy, đẹp lắm. Nhìn là đến là biết là chắc là mua cho bà xã đúng không? Đi mua cho bà xã à, chị chọn cho. Vâng, nhưng mà chị ơi, trước khi mua đồ chị cho em đề nghị chị một cái đề nghị rất là không bình thường cho lắm được không ạ? Chị làm gì đã? Này, nói cho mà biết nhá. Đứng lui vào đây. Nói cho mà biết, tuy là khách đầu tiên nó cũng phải bổ vào mặt đấy nhá. Hả? Tại sao mùng 1, mùng 2 người ta bảo rồi làm còn kiêng sớm mai. Đấy, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Thôi, khổ lắm nhỉ. Chị phải để em trình bày đấy chứ nhỉ. Bực mình. Như thế này, lát nữa em sẽ dẫn bạn gái em là đến đây là mua đồ nhà chị đây. Ô thì hóa ra là đi mua cho bạn gái à, chứ không phải là cho vợ à? Thế nhưng mà... Được rồi, nếu mà đã dắt bạn gái đến đây thì cứ nói đi. Có yêu cầu gì nói đi, chị chiều hết. Thế thì em nói nhá. Ừ. Em muốn tặng bạn gái em một cái bộ đồ gọi là... Cứ phỏng vò quá, cứ nói đi, bộ đồ nó như thế nào? Đặt tiền. Đấy, đấy thì đến đây chị đáp ứng được, đồ nhà chị toàn đồ hiệu thôi. Nhưng... Ừ. Làm sao để em chỉ phải bỏ ra 200.000 thôi. Đặt đồ đắt tiền nhưng mà lại chỉ có 200.000 thôi. Này nói cho em biết nhá, cửa hàng nhà chị trông sòng sòng thế này thôi, nhưng đồ nó đắt lắm. Cái rẻ rách, cái rẻ nhất ở cửa hàng là cũng 300.000 rồi. Bây giờ 200.000 mở hàng làm sao mà giảm giá 100.000 được. Thì em biết nó là 300 rồi, nhưng mà ý em là muốn là như thế này này. Cái gì ạ? Em chết, nhưng mà thôi được rồi. Đưa bạn gái đến đây. À thế nhưng mà này. Dạ. Yêu cầu chị cái đấy là hơi phức tạp đấy. Nếu mà muốn mà nó trôi chảy thì ít ra là con người nó... được rồi. Đây, em đi vào đây nhá. Đây, thấy không? Ở đây nhá, là toàn đồ hiệu, đồ Ý, nó xuất khẩu sang Italia. Đấy, thấy chưa? Cái đồ này là nó rất là đắt tiền. Hôm nay nhá, em lựa chọn thoải mái đi nhá. Cái gì cơ? Cứ cái nào đắt nhất em lấy cho anh. Có phải là anh Tài Kibo không nhở? Ừ. Này là hào phóng thế. Tài hào hoa của em mà này. Tài hào hoa của em nó phải hơn cái thằng heo ruồi kia nhá. Thế à, đây em thích váy hay là quần? Em thích áo. Em thích áo à? Áo thì ra cái chỗ quần này nó lại có váy này. Ra chỗ quần thì cái áo nó ở gần cái chỗ quần. Đấy nhá. Thì đây, ra đây lựa chọn đây. Này đây, ra đây. Đấy. Đấy, lựa chọn đi. À mà thôi, cái dáng của em như thế này thì em phải mặc váy. Anh thích em mặc váy bởi vì là nó nóng bỏng mà. Thôi em xem nào. Em xem đi. Đây, thích cái này được không? Cái này á? Ôi đấy. Chết. Tí nữa thì rơi. Cái này đẹp đấy, nhưng mà để xem nào. Ui ơi, có 2.500.000 rồi mà. Bỏ. Ôi dồi, 2.500.000 mà anh, không bỏ. Anh đã nói với em rồi, hôm nay là em phải lựa chọn cái bộ đồ nào nó 5-6 triệu cho anh. Thoải mái lên. Em ơi, động lực nào mà để anh hào phóng với em như thế nhở? Đây này, động lực đây này. Đấy, lựa chọn đi. À đây, thích cái này. Ừ, cái này à? Ừ, cái này được. Ờ, được. Thế thì ra để chị chủ chị thanh toán nhé.
Đây chị ơi, cái này. Đấy. Dồi ôi. Này, sao lại có một con người tinh tế thế chứ lệ? Nói cho mà biết nhá. Eo ơi, trông cái váy này nó đơn giản thế thôi nhưng mà nó là hàng limited ấy. Limited. Ồ, là hàng một tít đi. Một tít là số 1 đi. Ôi trời. Đây này, em nhìn đây này. Thấy không? Cái viên này giới thiệu với hai đứa nhá. Nhìn thế này thì tưởng là đều đúng không? Nhưng mà đây ý, nó là hạt xoàn đấy em ạ. Ôi trời, hạt xoàn. Ừ, đắt lắm. Thế nên là hàng cái này á, chất liệu của nó là chất liệu cao cấp, nhập từ bển nhập về, thế nên nó hơi đắt. Đấy, mà cả cửa hàng có một chiếc thôi. Eo ơi, công nhận em có quả người yêu chiều hết ý đấy. Này, cố mà giữ nhá. Có không giữ mất đừng tìm. Người này mà thả ra đường một cái á, có nguyên một xe gái nó vợt đấy. Thế nhá. Nhá. Ừ. Sinh vào giờ gì gớm, có sao gì chiếu mệnh mà gớm vớ được anh người yêu sướng thế chứ. Này, cái áo này mà em mặc lên ý, thì nó phải đẹp đến mỹ miều luôn ý. Thế nào lấy cho chị cái này không? Vâng, chị xem giá của nó chính xác là như thế nào đây. Đây để chị xem cho. Vâng. Mà cũng chả nhớ được, bây giờ phải tích vào đây thì mới biết được cơ em ạ. Ôi trời ơi này, đang giảm giá đấy. Vâng. Còn 4.999.000. Ui, thế chị đấy. Chị tính hẳn 5 triệu cho em, không cần giảm giá. Em ơi, khiếp, sao lại sao một con người nó lại phong độ như thế chứ. Em chị cho vào túi nhá. Vâng chị, ạ. Em ơi, chị tinh tế quẹt thế thẻ cho em phát cho nó hoành tráng. Đấy, này, em gửi chị quẹt cho em này. Ừ, chờ chị vậy ạ. Rồi, xong rồi em. Chị cảm ơn nhá. À, thế em chào chị. Ừ, thế hai đứa về nhá. Này, khi nào cưới nhớ mời chị nhá. Chồng... Vâng ạ. Xin phép. Trông đẹp đôi quá cơ, đáng yêu quá cơ. Chị. Ôi trời, em đây à? Yeah. Chị đang định dọn hàng để đi về. Thế... Đấy, chị hiểu rồi. Cho em xin. Đấy, rồi, yên tâm đấy. Chị hiểu. Lấy tiền chẵn hay tiền lẻ em? Thì tiền nào cũng được. Lấy tiền chẵn đi, cầm cho nó nhẹ vâng, nhá. Nào, vâng. Chị gửi. Chị cảm ơn nhá. Chị cảm ơn nhá, lần sau có gì qua ủng hộ chị nhá. Sao em? Thế là thế nào, chị bị nhầm à? Không, chị trả lại cho em mà. Thế hôm qua lúc mà em đã bảo chị là đúng là cái váy đấy 300.000. Ừ. Nhưng mà chị đẩy nó lên là 5 triệu. Ừ. Thế xong em chuyển cho chị thì ngày hôm nay em phải lấy lại 4.7 chứ. Ôi giời ơi. Thế hóa ra là bạn đấy chưa bảo gì em à, người yêu em ấy. Bảo gì ạ? Khổ, hôm qua lúc mà hai đứa đi đấy thì khoảng độ 17 phút sau nó quay lại đây rồi, 17 phút chứ chưa đến 20 đâu. Nó quay lại nó bảo là chị ơi, em đổi một cái lấy 10 cái 500.000 được không? Thế chị đồng ý chứ, là nó lấy 10 cái rồi, 10 cái là 5 triệu đấy. Sao chị lại đổi à? Cái gì? Cái quả mơ nhá. Cho chết cái tội dởm đời. Sĩ diện. Nếu mai anh chết em có buồn không? Anh xin bia đá ghi tên người sống. Anh xây bia mộ thắp lệ tình nồng. Những khi gió buồn đêm đông, mình anh lặng lẽ lạnh lùng. Này, sao trông chú cũng vẻ u buồn này, có chuyện gì đây? Anh biết ngay là chú gọi anh sang đây để mà uống rượu. Đấy, cho nên là, này, chết rồi. Còn người yêu anh nó gọi, để anh tắt đi đã. Anh phải gọi xe ôm cho người yêu anh về, anh đến đây với chú đấy. Này, anh nói chú biết nhá. Anh hiểu chú từ trong tâm tư cho đến nguyện vọng. Chú gọi anh đi uống rượu cho nên là anh ghé vào kia anh làm tí em tai anh em ta. Úi giời ơi, đây, sang trọng chưa? Mà anh nói thật với chú nhá. Chú là cái người mà rất hay phá đám anh trong tất cả mọi việc nhá. Ngày hôm nay ấy, chú có biết là anh phải đầu tư bao nhiêu công sức cho cái buổi hẹn hò này không? Hả? Thế mà anh vừa mới xong màn chào hỏi, chuẩn bị đến màn thể hiện tài năng. Úi dồi ôi, mà anh mới qua màn chào hỏi thôi mà đã khô hết cả lưỡi rồi. Thế thì đúng lúc chú gọi điện, thế là thôi đưa đây. Ây à, hôm nay lại chuyển sang cái gu là uống cốc to à? Uống cốc to này là nặng gánh ấy nhá. Thôi anh nghe cái uống trước. Sao anh lại uống hết thùng rượu của em? Rượu ngon.
Tuy chú rất hơi đầy nhưng mà anh thấy ngon. Uống phát đi, dạo rực khích cả người. Này, chú tiếc anh à? Ôi tiếc cái gì mà tiếc? Hả? Em không tiếc ly rượu. Thế tại sao chú lại anh uống chú lại rằng răng xong chú lại khóc là thế nào? Thế chị ý chú là ý gì hả? Cái cuộc đời em ấy, tại sao? Tại sao mọi điều không hay nó lại đến với em cùng một ngày như thế? Thế có chuyện gì? Anh biết là chú có chuyện buồn, thế thì chú dốc bầu tâm sự chú kể hết với anh đi nhá. Sáng nay em dậy muộn, em đi làm muộn. Chuyện đấy bình thường, có gì đâu. Hôm nay đi làm muộn thì ngày mai mình đi sớm, thế là xong. Đấy, cái việc nó còn con như thế, có gì to tát đâu đúng không anh? Đúng rồi. Em mới đi muộn có 28 buổi trong tháng này chứ mà. Thế mà sếp em lại đuổi việc em. Thế đúng quá chứ còn gì nữa. Một tháng có 30 ngày, chú đi 28 ngày, người ta đuổi thế là còn muộn đấy. Thế nhưng mà không sao. Anh nghĩ là với cái tài năng thiên bẩm của chú, một người tài giỏi như chú thì không làm công ty này thì làm công ty khác. Người ta đuổi chú. Vẫn chưa hết. Khi mà bước chân ra khỏi công ty, em không nhìn thấy. Không nhìn thấy? Em không nhìn thấy. À, anh biết. Anh biết là chú vừa uất ức này, vừa buồn này, cho nên là chú không nhìn thấy lối thoát đúng không? Không phải. Em không nhìn thấy cái xe máy em tiết kiệm mười mấy năm mới mua được. Em mất xe. Công nhận, vừa bị đuổi việc mà lại mất xe. Đúng là chú nhọ. Nhỏ hơn chó. Vẫn chưa hết. Vẫn chưa hết. Em phải đi xe buýt về nhà. Thế mà bước xuống xe, em mới nhớ ra là để quên cái ví. Ôi dồi, sao chú không tìm? Em bị tìm rồi đấy chứ. Nhưng mà vô vọng. Công mất nhận. Mất tiền. Công nhận là chú đen thật. Vẫn chưa hết đâu anh ơi. Vẫn chưa hết. Cay đắng nhất, oan nghiệt nhất là khi em bước chân về đến nhà. Em phát hiện ra. Phát hiện ra chuyện gì? Vợ em đang ngoại tình với thằng Nguyên Lợn, chuyên ship thịt cho nhà em. Rồi ơi, thế bây giờ chúng mới biết à hả? Thế anh biết à? Thế sao biết không nói với em? Thì anh cũng định nói với chú nhiều lần rồi. Thế nhưng mà anh sợ anh nói ra chú lại nghĩ là anh đưa chuyện. Cho nên là anh phải suy đi tính lại, anh chưa tiện nói với chú. Thôi, không sao. Anh nghĩ đi. Em mất xe, em mất việc, em mất tiền, em mất vợ. Rồi sắp tới, em còn mất cả anh. Mất anh? Anh à? Anh ý, một người anh mà em vô cùng trân trọng. Anh à? Vâng. Chú nói thế nào chứ? Anh biết là anh không nói chuyện vợ chú quan hệ với cậu Nguyên ấy. Thế nhưng mà cũng đừng vì chuyện đó mà giận anh. Anh nghĩ là chúng ta sống với nhau, quen biết nhau đến bây giờ đã là ba mươi mấy năm rồi. Anh hiểu chú từ tâm tư cho đến nguyện vọng. Chú nghĩ gì anh cũng biết. Anh em mình đều trải qua những bước thăng trầm từ khó khăn. Không đến... phải như những gì anh đang nói đâu. Thế sao lại mất anh? Tất cả những cái thứ đó nó đến với em quá đột ngột. Em quá sốc. Em mới quyết định kết liễu cuộc đời mình bằng một ly rượu độc. Này. Chú phải hết sức bình tĩnh nhá. Nghe anh nói. Cuộc đời còn dài, tương lai còn sáng. Mọi chuyện chú phải hết sức bình tĩnh. Đều có hướng giải quyết cả. Chứ không được suy nghĩ bế tắc như vậy nhá. Rượu đâu, chén rượu độc đâu. Để anh đổ đi, chú không được uống. Anh không có cơ hội để đổ nữa đâu. Sao lại không có cơ hội để đổ? Chú uống rồi à? Chú uống rồi à? Cốc rượu đầy ạ. Anh vừa mới uống hết rồi đấy. Mày điên à? Đưa anh đi viện. Tôi đưa đường này. Ui giời ơi. Này. Lại treo máy rồi. Đừng này. Ui dồi ôi. Đừng rồi. Đánh rồi. Ôi thằng ơi. Bác chủ. Cái bảo này, có khi đợt tới băng chủ cho em vào hội của băng chủ đi. Chứ vào trong cái hội này suốt ngày treo mà suốt ngày bị đẩy ra thôi. Dạ, được không làm băng chủ? Thôi được rồi, bây giờ ngồi can máy. Về tí nữa băng chủ cho mấy viên ngọc. Dạ, vâng, vâng. Này, ô. Này. Thằng nhói con vừa ngồi đây đâu à?
Cái gì? Thằng nhói con áo đỏ vừa ngồi đây đâu rồi? Nhói con? Đấy là bang chủ đấy. Dạ vâng, thế thằng bang chủ vừa ngồi đây đâu rồi? Về rồi. Thế thì cứ đến lúc tính tiền nó lại trốn về thằng. Hôm nay ngồi đây làm gì đấy à? Canh. Cái gì? Lát bang chủ cho mấy viên ngọc. Ui giời. Vâng, ngọc. Thế bây giờ nhá, tôi nói với ông này, tên của ông là gần hết sổ của tôi rồi. Ông có định trả nợ không? Ui giời, người ta bùng, ngày nào người ta trả chơi. Mày nhớ đấy. Thằng này láo thật. Nhớ mặt tao đấy. Này, lại thằng người. Đi hay. Này. Đi đâu. Ông nói nào, ông bang chủ bang chúa trổm cứ đến lúc tính tiền là ông lại té. Thế nào hôm nay ông tính như nào? Như mọi hôm. Cái gì hả? Tên của ông bây giờ trong sổ của tôi là không còn chỗ mà viết nữa rồi. Chú ơi, ở chỗ cháu có một sổ viết tên cháu vào mãi cũng hết trang. Sổ gì? Sổ ghi đầu bài. Tôi lợi ông nhá, ông vừa học dốt mà bây giờ ông lại còn nợ nần thế này hả? Trẻ con mà thế à? Thế là hư đấy. Bây giờ như thế này, không có tiền nhá, thì có cái gì để trả thay cho tiền không? À, vàng. Vàng đâu? Vàng không đâu? Có trong đây. Đây là cháu chuyển chú vào tài khoản cho chú cho. Tôi lợi ông, tôi cũng có vàng này, tôi thiếu gì nhưng mà vàng này nó không ăn được nhá. Tôi cần cái vàng nào mà để tôi đi tôi mua thức ăn tôi ăn ấy, để tôi sống ấy không ạ? Thôi bây giờ như này, ông bang chủ đâu đây, gọi mày này, bây giờ gọi ngay cho bố và mẹ đến đây nói chuyện với chú. Gọi đi. Thôi. Đoạn này ông nội tâm quá, ông diễn sâu quá. Tôi đọc được hết cả cái nội tâm của ông trong đoạn vừa rồi. Ông nghĩ là đoạn này mà gọi về cho mẹ là bị tuốt xác đúng không? Sao chú biết? Ngày xưa chú cũng giống mày thôi nhá. Không qua mặt được chú đâu. Bây giờ như này, đọc ngay cho chú. Đọc. 09 80 00 00 không nhớ. Không. Này, chú đưa lên công an thật đấy nhá. Đọc số tử tế. Đọc đi. Bố ơi. Cái gì đây? Ôi trời ơi. Bố về với con. Bà mẹ ơi. Bố ơi. Ôi trời ơi, con tôi. Con ơi. Ôi mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Bố ơi. Thôi này. Mẹ đây, mẹ đây. Hóa ra là con em à? Vâng, đấy. Con em ạ. Khổ quá, nó chơi game nhiều, bây giờ nó ảo lắm rồi. Gọi anh bằng bố. Thôi ra con biết hết chuyện rồi hả con? Chuyện gì hả má? Phải thú thật với con, đây mới chính là bố con. Hả? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.